chào quý anh chị. Với các bạn trong hơi chương trình ngày hôm nay, lớn chưa? Tiếng lan thì tới tới chồng mình để đứng mình câu ở đó. Tiếng lan nó đứng. Nhưng mà tôi thích để đứng là để chồng mình để đứng luôn. Không xoay. Chị quay đây, chuyện này chị quay xong á. Chị gửi qua cho anh tí nó mới rồi. À, nó kiểu vậy nè. Chị gửi xong rồi chị bỏ ra cho lại nó này. Chị quay một tí luôn nữa. Thank you.
Hãy yêu nhau đi sẽ được trình bày qua giọng ca của Xuân Thủy.